Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin lúc 15 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, khoảng 2 giờ sáng nay, ngôi nhà 3 tầng trong một ngách nhỏ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đã xảy ra cháy lớn. Rất may lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu gia đình gặp nạn. Thông tin ban đầu vào khoảng 2 giờ 10 phút ngày 11 tháng 3, nhận tin báo có vụ cháy nhà dân tại một ngách trên phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Công an quận Hoàng Mai đã xuất một xe máy chữa cháy, hai xe chữa cháy và một xe cứu nạn cứu hộ tới hiện trường. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 5 người gồm hai vợ chồng anh Sái Văn Tuân, sinh năm 1987 và ba con nhỏ. Sau khi phát hiện cháy, vợ anh Tuân đã bế con tự thoát ra ngoài an toàn, còn anh Tuân và hai cháu bé mắc kẹt bên trong nhà. Sau khi nắm được thông tin, các mũi cứu hỏa vừa triển khai tích cực chữa cháy vừa lao vào khu vực có 3 người trong gia đình đã mắc kẹt trong nhà xuống nơi an toàn. Sau khoảng 30 phút nỗ lực dập lửa, lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy xảy ra tại ngôi nhà cao 3 tầng, diện tích khoảng 60m2 một tầng, ngăn chặn cháy lan khi chất cháy chủ yếu là thiết bị máy in, máy photo và vật dụng gia đình. Toàn bộ gia đình anh Sái Văn Tuân khi được cứu ra ngoài đã an toàn. Nguyên nhân của vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Trạm Cảnh sát Giao thông Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa tham gia cứu nạn hai người bị thương mắc kẹt trong cabin sau khi xe tải bị lật. Trước đó vào khoảng gần 17 giờ ngày 10 tháng 3, tại km 1124 950 trên quốc lộ 1 qua đèo Bình Đê đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Thời điểm trên, xe ô tô tải do Hà Thanh Dũng, sinh năm 1970, điều khiển chạy từ hướng Nam ra Bắc. Trên xe có ông Châu Ngọc Vĩnh, sinh năm 1978. Khi đến địa phận trên đã mất lái, tông hỏng giải hộ lan đường, rồi rơi xuống vực hướng Đông. Vụ tai nạn đã khiến xe tải lật úp, hai người trên xe bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin xe. Do khu vực xe tải lật rơi xuống một hố sâu, lực lượng chức năng đã phải đu dây xuống tiếp cận hiện trường. Sau đó khẩn trương phá cửa xe để cứu những người mắc kẹt. Đến khoảng 17 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã cứu được hai người bị thương đưa đi cấp cứu. Đến tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục đưa phương tiện bị lật lên và phục vụ điều tra vụ tai nạn. Mới đây, Bộ Y tế ban hành công văn đề nghị các sở y tế, cơ sở y tế công lập và tư nhân trên toàn quốc thực hiện quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm việc xét nghiệm theo các chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo khoa học, thiết thực, phù hợp với tình hình dịch bệnh, tránh lạm dụng lãng phí. Trường hợp thực hiện xét nghiệm gộp mẫu phải áp dụng mức giá gộp mẫu, không được áp mức giá xét nghiệm theo mẫu đơn hoặc mức giá của mẫu gộp thấp hơn, ví dụ gộp mẫu 10 nhưng áp mức giá gộp mẫu 5 để thu và thanh toán với người bệnh làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh. Mua sắm vật tư, hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Cơ sở y tế không được thu thêm của người bệnh hoặc yêu cầu người bệnh tự chi trả các chi phí liên quan đến việc thực hiện xét nghiệm, ví dụ tự mua test xét nghiệm nhanh. Trong bối cảnh vàng thế giới tăng trở lại vùng xấp xỉ 2.000 đô la Mỹ một ounce, thị trường trong nước cũng tiếp tục đà hồi phục vào cuối ngày hôm qua, đưa giá bán vàng miếng trở lại vùng trên 70 triệu một lượng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC sáng nay mở cửa niêm yết giá vàng miếng ở mức 67,9 đến 69,7 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, nhưng hiện đã tăng lên mức 68,8 đến 70,6 triệu đồng một lượng. So với cuối ngày hôm qua, giá bán vàng miếng tại đây đã tăng 1 triệu đồng. Trong phiên chiều qua, giá vàng miếng SJC cũng đã tăng 2 triệu so với đáy, ghi nhận vào phiên sáng cùng ngày, mức 67,6 triệu đồng. Như vậy, tính từ đáy của đợt giảm giá này, giá vàng miếng SJC đến nay đã tăng 3 triệu đồng, tương đương hơn 4,4%. Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày 11 tháng 3, hãng tin Reuters của Anh dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ kêu gọi chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga. Động thái này được cho là sẽ mở đường cho việc tăng thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nga. Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết việc bỏ quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Nga sẽ phải được Quốc hội Mỹ thông qua, song các nghị sĩ từ cả hai viện đều bày tỏ ủng hộ bước đi này. Theo giới chuyên gia, nếu được thực thi, đây sẽ là động thái gia tăng sức ép mới nhất mà Mỹ và các đồng minh đưa ra đối với Nga liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, trong năm 2019, Nga là đối tác thương mại lớn thứ 26 của Mỹ, với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 28 tỷ đô la Mỹ. Nga và Ukraine sẵn sàng hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA nhằm đảm bảo an toàn hạt nhân sau khi nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine dừng truyền phát dữ liệu trong nhiều ngày qua.
Đây là tuyên bố của Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đưa ra sau khi ông có chuyến công tác tới Thổ Nhĩ Kỳ để trao đổi với giới chức Nga và Ukraine về vấn đề trên. Trước đó, IAEA cho biết phía Ukraine thông báo đã mất hoàn toàn liên lạc với nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Một ngày trước đó, nhà máy này cũng đã ngắt kết nối với mạng lưới điện. Trong khi đó, Nga khẳng định nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cùng nhà máy điện hạt nhân khác tại Ukraine là Zaporizhzhia vẫn an toàn. Một biến thể lai giữa hai biến thể Delta và Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đã được phát hiện tại Anh và giới chuyên gia cảnh báo không nên xem nhẹ biến thể này. Biến thể lai được gọi là Delta-Cron, được cho là có nguồn gốc từ Pháp, là biến thể kết hợp giữa Delta và Omicron. Tuy nhiên, giới khoa học chưa rõ mức độ nghiêm trọng của biến thể lai này. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sẽ theo dõi và thảo luận sau khi nghiên cứu kỹ về biến thể này. Hiện chưa có dữ liệu rõ ràng chứng tỏ Delta-Cron lây lan mạnh hơn các biến thể trước đó. Anh mới chỉ phát hiện một số rất ít ca nhiễm biến thể lai này. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo cần thận trọng theo dõi vì có thể đây chỉ là sự khởi đầu rất chậm với ít ca mắc trước khi biến thể này đủ mạnh để nhân rộng. Từ ngày 21 tháng 3, những người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ và có đăng ký lịch sử tiêm chủng sẽ được miễn cách ly khi nhập cảnh Hàn Quốc. Quyết định trên được chính phủ Hàn Quốc đưa ra sau cuộc họp ngày hôm nay của Cơ quan Trung ương về An toàn và đối phó với thảm họa. Theo đó, những người đã hoàn thành tiêm chủng cả ở trong và bên ngoài Hàn Quốc và có đăng ký xác nhận tiêm chủng sẽ được miễn tự cách ly 7 ngày. Cho đến nay, Hàn Quốc vẫn áp dụng bắt buộc tự cách ly 7 ngày khi nhập cảnh với mọi đối tượng, dù đã tiêm phòng hay chưa. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, số ca mắc mới COVID-19 theo ngày đã giảm xuống dưới 300.000 ca tính đến sáng ngày 11 tháng 3 sau khi tăng vọt lên mức cao kỷ lục 2 ngày trước đó. Giới chuyên gia nhận định, đỉnh dịch lần này tại Hàn Quốc sẽ rơi vào khoảng giữa tháng này. Ngày 10 tháng 3, chính phủ Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 60 ngày tại quận Machu Picchu ở tỉnh Urubanda, thuộc vùng Cusco phía nam của nước này, nơi tọa lạc thánh địa Machu Picchu của đế chế Inca nổi tiếng thế giới. Do mưa lớn trong những ngày gần đây có nguy cơ gây ra lở đất trên diện rộng, việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép chính quyền địa phương triển khai các biện pháp và hành động cần thiết ngay lập tức để giảm thiểu rủi ro. Các cơ quan chính phủ cũng sẽ hỗ trợ hoạt động phòng chống thảm họa thiên nhiên có thể xảy ra. Trong năm 2021, thánh địa Machu Picchu đã đón khoảng 447.000 lượt khách tham quan, giảm mạnh so với con số 1,5 triệu du khách mỗi năm trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Năm 2020, thánh địa Machu Picchu phải đóng cửa gần 8 tháng do dịch COVID-19, khiến khu vực Cusco thiệt hại 1,4 tỷ đô la Mỹ do mất nguồn thu từ du lịch. Thưa quý vị, hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ thông báo đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2/3 đối với Paxlovid, thuốc kháng virus dạng uống điều trị COVID-19 cho trẻ từ 6 đến 17 tuổi. Theo thông báo của hãng, cuộc thử nghiệm sẽ đánh giá tính an toàn và hiệu quả của thuốc Paxlovid ở trẻ em có các triệu chứng COVID-19 nhưng mức độ nhẹ và không phải nhập viện hay có nguy cơ bệnh trở nặng. Đợt thử nghiệm lần này của Pfizer được tiến hành đối với 140 bệnh nhân và chia thành hai nhóm để đánh giá mức độ hiệu quả khi dùng thuốc Paxlovid với liều lượng khác nhau dựa trên cân nặng. Theo Pfizer, các cuộc thử nghiệm lâm sàng trước đó ở bệnh nhân trên 18 tuổi cho thấy thuốc Paxlovid giảm 89% nguy cơ tử vong hoặc nhập viện nếu được sử dụng trong vòng 5 ngày kể từ khi các triệu chứng khởi phát. Hồi tháng 12 năm ngoái, FDA đã cấp phép sử dụng Paxlovid để điều trị COVID-19 thể nhẹ đến trung bình. Chỉ định này được áp dụng đối với người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên, nặng tối thiểu 40kg và có nguy cơ cao tiến triển bệnh nghiêm trọng. Quyết định này được đưa ra sau khi kết quả nghiên cứu cho thấy thuốc có thể giúp giảm tới 89% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong vì COVID-19.